Xin chào các bạn. Cua đồng là một nguyên liệu rất quen thuộc ở nông thôn Việt Nam. Thông thường thì những người nông dân Việt Nam thường hay bắt những con cua đồng bé bé và đem về giã ra để mà nấu canh trong gia đình. Và những món canh cua đồng rất quen thuộc với người Việt Nam, có thể kể như canh cua nấu với rau đay, rồi canh cua nấu với rau mùng tơi hoặc là rau dền. Người miền Nam thì có món canh rau tập tàng, tức là nấu canh cua chung với rất là nhiều loại rau khác nhau như rau dền, rau mùng tơi và mướp chẳng hạn. Bên cạnh đó thì người ta còn sử dụng cua đồng để làm món bún riêu rất là quen thuộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu một món ăn nấu với cua đồng nhưng không phải là canh cua, không phải là bún riêu mà là món canh bún. Như vậy món canh bún đó nấu như thế nào? Mời các bạn vào bếp và chúng ta cùng chuẩn bị nguyên vật liệu cho món canh bún các bạn nhé. Để thực hiện món canh bún thì các bạn sẽ chuẩn bị khoảng 1 kg cua đồng và chúng ta giã nhuyễn ra, sau đó lọc lấy nước. 1,5 kg bún to, khoảng nửa ký huyết, nửa ký cà chua. Rau ăn kèm thì chúng ta sẽ sử dụng rau muống, rau cần nước, hẹ, hành lá, củ hành tím. Ngoài ra các bạn sẽ sử dụng một ít mắm tôm để ăn kèm với món canh bún, màu điều để tạo nên màu đẹp cho món ăn, một ít nước me và một ít hành tím băm nhuyễn. Và bây giờ là cách thực hiện. Đầu tiên thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu sơ về món canh bún. Thật ra món canh bún ngày xưa đối với người Việt Nam rất quen thuộc và đây là một món ăn dân dã, một món ăn rất là rẻ tiền. Tương tự như món bún riêu cũng vậy. Món bún riêu thì có nguồn gốc xuất xứ là từ miền Bắc. Tuy nhiên nó đã du nhập vào miền Nam rất lâu rồi. Và ngày nay thì bún riêu của miền Nam có những điều cách điệu, có những điều hơi khác so với món bún riêu nguyên thủy của người Hà Nội. Tuy nhiên vẫn giữ nét chung, đó là những ván cua khi chúng ta giã cua đồng nấu lên thì protein sẽ đông tụ để tạo nên những ván cua và tạo nên những ván cua đó cho cái món bún riêu. Món canh bún gần giống như bún riêu và có nhiều người lầm lẫn giữa hai món này. Và ngày nay thì cũng khá là ít quán bán món canh bún. Tuy nhiên đây vẫn là một món ăn rất là ngon và những người nào đã thưởng thức canh bún rồi thì sẽ rất là thích thưởng thức món ăn này. Đầu tiên thì Diệu Thảo sẽ đặt phần nước cua xay này lên bếp trước. Chúng ta bật bếp lên. Phần nước cua xay này đó thì các bạn sẽ sử dụng là cua đồng. Chúng ta sử dụng 1 kg cua đồng. Chúng ta mua về và ngày xưa thì các bà nội trợ sẽ sử dụng một cái cối đá và giã nhỏ những con cua đồng này ra. Còn đối với hiện nay thì là ở chợ người ta thường hay xay cua. Nhưng trước khi xay cua hoặc là giã thì bao giờ các bạn cũng phải qua một công đoạn. Đó là chúng ta làm sạch những con cua đồng này. Vì cua đồng thì khá là dơ, những con cua khá là nhỏ như thế này và nó sống ở trong đồng ruộng cho nên là nó có nhiều chất bẩn hoặc là bùn. Các bạn phải rửa cho thật sạch hết phần cua này. Kế đó chúng ta lột bỏ phần yếm và phần mai ra để riêng. Chúng ta giã nhuyễn phần cua này. Còn phần mai còn một ít gạch thì các bạn khều ra lấy gạch để chúng ta cho chung vào trong giai đoạn sau. Còn cua sau khi giã xong rồi, chúng ta sẽ có phần xác cua như thế này. Đây là phần xác cua thì chúng ta sẽ cho nước vào. Chúng ta khuấy đều để cho những phần thịt cua li ti sẽ hòa tan vào trong nước. Thì đó chính là phần thịt cua nằm lẫn ở trong nước. Và chúng ta sẽ gạn, lọc để mà bỏ phần xác đi, bỏ phần vỏ đi. Và đây là phần nước cua mà chúng ta đã lọc rồi. Khi lọc xong thì các bạn thấy khi chúng ta nấu lên như thế này, nước bắt đầu nóng đó. Thì một tính chất của protein, tức là nó sẽ có tính chất là đông tụ. Protein sẽ đông tụ lại để tạo nên những ván cua. Và những ván cua này sẽ nổi dần ở trên mặt của nồi. Và nếu mà chúng ta muốn giữ phần ván cua này được đông đặc lại, để chúng ta có thể vớt nguyên cả miếng ván cua như vậy vào tô bún riêu hoặc là tô canh bún, thì các bạn nhớ lưu ý là khi nước bắt đầu lăn tăn sôi thì chúng ta bớt lửa, đừng để nước sôi bùn. Vì nước sôi bùn thì sẽ làm bể hết những phần ván cua này. Và trước khi phần thịt cua đông tụ lại thì các bạn sẽ nêm gia vị vào. Các bạn sẽ nêm gia vị vào là khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 1/3 muỗng cà phê đường. Các bạn lưu ý đây là một món ăn miền Bắc. Do đó khi chúng ta nêm gia vị vào các bạn sẽ nêm ít đường thôi. Với lượng một nồi nước như thế này, Diệu Thảo chỉ nêm khoảng nửa muỗng cà phê hoặc 1/3 muỗng cà phê đường thôi. Và chúng ta chú ý là trong quá trình chúng ta nấu, chúng ta luôn luôn khuấy đều phần nước này để cho phần thịt cua không bị cháy, không bị tụ ở phía bên dưới đáy. Sau đó thì Diệu Thảo sẽ sử dụng thêm khoảng 3 củ hành tím. Chúng ta sử dụng hành tím, các bạn đập dập phần hành tím này ra. Đập dập ra. Khi đập dập ra như thế này thì phần tinh dầu của hành tím sẽ tiết ra và làm cho có mùi thơm. Sau đó các bạn băm lại. Chúng ta băm sơ thôi, không cần băm thật là nhuyễn. Và chúng ta sẽ cho luôn phần hành tím băm này
vào nồi nước cua. Diệu Thảo sẽ cho phần này vào nồi nước cua. Và có hành vào như vậy cùng với gia vị thì khi chúng ta nấu sôi lên trở lên, phần ván cua sẽ thấm gia vị và có vị vừa ăn, đồng thời có mùi thơm khử đi mùi tanh của cua. Chúng ta tiếp tục khuấy đều như thế này. Trong khi chờ cho phần ván cua này sôi lên trở lại và nổi lên trên mặt của nước cua thì các bạn sẽ chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị sang nguyên liệu cà chua đầu tiên. Các bạn sẽ cắt muối những miếng cà chua này ra. Các bạn nhìn thấy là nguyên liệu và cách làm rất là quen thuộc, rất là giống với món bún riêu truyền thống của người Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà các bạn tinh ý một chút thì chúng ta sẽ thấy có một số điểm khác biệt sau đây. Cái khác biệt thứ nhất là canh bún thì nấu với lại loại bún to như thế này. Các bạn nhìn thấy là những sợi bún rất là to. Và rau ăn kèm thì chúng ta không ăn kèm với lại rau xà lách, rau thơm, kinh giới, rau quế các loại hoặc là rau muống, rau chuối như là bún riêu. Mà chúng ta sẽ chỉ dùng kèm với lại rau muống, rau cần nước là loại rau thứ hai. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ dùng kèm với lại hẹ nữa. Một số người thì thích ăn với rau nhút thì các bạn có thể sử dụng rau nhút để luộc. Và tất cả các nguyên liệu này chúng ta đều luộc chín hết. Bây giờ thì các bạn quan sát nồi nước cua nè, các bạn nhìn thấy là bắt đầu nước sôi lăn tăn trở lên và phần cua bắt đầu nổi lên trên mặt. Bây giờ thì các bạn đừng khuấy nữa mà chúng ta sẽ để lửa nhỏ trở lại để cho phần ván cua này nổi lên và đặt lại. Có một số người thì muốn cho phần cua này nhiều hơn thì người ta sẽ đập thêm một cái trứng vào để tạo nên độ chắc cho phần ván cua. Tuy nhiên các bạn cũng có thể không cần cho trứng vào, vì khi cho trứng vào thì nó sẽ loãng đi cái mùi cua và sẽ không còn thơm mùi cua nữa. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt các nguyên liệu còn lại. Chúng ta sẽ cắt phần hành lá này, chúng ta cắt nhuyễn ra. Hành lá chúng ta sẽ rắc vào canh bún tương tự như là chúng ta rắc vào bún riêu vậy. Cắt nhỏ ra. Hành lá này các bạn sẽ cho vào chén. Và bây giờ các bạn nhìn thấy là phần cua, riêu cua đã nổi lên, nước đã sôi lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp đi. Khi mà tắt bếp như vậy, các bạn nhìn thấy đây là phần ván cua nổi lên trên nè. Các bạn nhìn thấy không? Đất rất là hấp dẫn, rất là đẹp như thế này. Và đối với cách nấu trong gia đình thì đến bây giờ thì các bạn có thể sử dụng để cho thêm các nguyên liệu vào rồi. Tuy nhiên là ở trong món này Diệu Thảo sẽ vớt phần ván cua ra trước, là vì chúng ta muốn giữ nguyên cái phần ván cua này để chúng ta cho vào tô canh bún mà làm cho phần ván cua này không bị vỡ ra. Chúng ta cho phần ván cái cua này vào, các bạn nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn, rất là thơm. Mùi của cua bốc lên rất là thơm rồi. Chúng ta sẽ để phần ván cua này sang một bên. Bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục cắt đến phần hẹ ra. Phần hẹ thì chúng ta cắt khúc khoảng 5 cm. Các bạn cho chung với lại các loại rau. Phần huyết thì các bạn cắt khối vừa ăn. Món bún riêu hay là món canh bún của người miền Bắc nguyên thủy thì không có phần huyết heo này. Tuy nhiên khi vào đến miền Nam thì người miền Nam thêm thắt một số những loại nguyên liệu, ví dụ như là huyết heo, rồi có người lại thêm cả phần đậu hũ chiên vào để tạo nên sự phong phú cho món ăn. Và món bún riêu nguyên thủy hoặc là canh bún nguyên thủy của người miền Bắc thì chỉ có nước canh cua cùng với các loại rau luộc và bún mà thôi, với lại cà chua là chính. Đặc biệt là với món canh bún hay món bún riêu thì có một điểm chung và một hương vị rất là đặc biệt, đó là hương vị của mắm tôm. Khi ăn canh bún hoặc là ăn bún riêu thì các bạn phải cho một ít mắm tôm và một ít ớt xay vào và một ít nước me nữa. Nước của canh bún sẽ có vị chua chua của me. Và phần huyết chúng ta cũng cắt xong. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ đặt một cái chảo lên bếp để chúng ta chuẩn bị xào nguyên liệu cà chua. Cà chua các bạn có thể cho trực tiếp vào trong nồi cũng được, nhưng mà làm như vậy thì không ngon đâu. Các bạn sẽ xào trước cà chua để cà chua ra phần nước đỏ và đồng thời thấm gia vị một chút. Và chúng ta trút vào nồi canh bún thì như vậy cà chua sẽ ngon hơn. Đồng thời thì Diệu Thảo cũng sẽ đặt một cái chảo để chúng ta luộc các loại rau. Các bạn bật bếp lên và nấu cho nước sôi. Khi chảo bên đây nóng rồi thì các bạn sẽ cho dầu vào. Chúng ta cho vào khoảng 3 muỗng canh dầu. Các bạn có biết tại sao là chúng ta phải xào trước không? Như lúc nãy Diệu Thảo nói thì việc xào làm cho màu của món ăn đẹp hơn. Cái thứ hai nữa làm cho cà chua thấm gia vị và đặc biệt nữa rất là phù hợp với khoa học. Trong cà chua thì có chứa rất là nhiều tiền sinh tố A, và tiền sinh tố A khi vào cơ thể muốn được hấp thu được dễ dàng thì phải được hòa tan trong lượng dầu, vì đây là một loại sinh tố mà tan ở trong dầu. Do đó khi chúng ta ăn vào chúng ta phải cung cấp thêm một lượng lipid vào thì như vậy tiền sinh tố A đó mới được hấp thu đầy đủ. Do đó là trong các món mà có vitamin A các bạn nhớ lưu ý là có kèm theo một ít dầu nha. Khi dầu đã nóng rồi thì các bạn sẽ cho
hành tím vào, chúng ta phi vàng phần hành tím này. Phi vàng phần hành tím này và chúng ta sẽ trút cà chua vào xào. Các bạn sẽ thấy là khi chúng ta xào cà chua thì ngay lập tức màu sẽ rất là nổi, rất là đẹp lên. Chúng ta đảo đều như thế này. Mùi thơm của hành phi sẽ càng làm cho món canh bún sẽ hấp dẫn hơn. Món canh bún thật sự là một món rất là thanh, không nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên với một chút xíu dầu để mà chúng ta xào cà thì sẽ làm món ăn đẹp hơn và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Bây giờ thì các bạn trút cà chua vào và xóc lên. Sau đó thì các bạn sẽ nêm vào một ít muối nè. Chúng ta cho một ít muối vào cà chua. Một ít đường nữa là vì vị chua của cà chua bao giờ cũng phải được cân bằng với lại một ít đường. Và Dự Thảo còn cho thêm một chút bột ngọt nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ xóc đều phần cà chua này lên. Các bạn thấy là cà chua thấm gia vị như thế này sẽ ra màu rất là đẹp. Cuối cùng thì Dự Thảo sẽ cho thêm phần dầu màu điều vào một lần nữa. Và như vậy hỗn hợp này sẽ được cho vào nồi canh bún, làm cho nồi canh bún của chúng ta hấp dẫn và đỏ đẹp. Bây giờ thì chúng ta tắt bếp và Dự Thảo đặt nồi canh bún trở lại. Chúng ta lấy phần nước dùng này, bật bếp trở lên và Dự Thảo sẽ cho phần cà chua mà chúng ta đã xào này vào trong nồi. Các bạn nhìn thấy là màu sắc bây giờ tuyệt đẹp. Những ván màu cam do dầu điều và do màu đỏ của cà chua được hòa đều với lại dầu ăn sẽ nổi lên trên mặt cùng với lại những ván nâu nâu của hành phi như thế này, làm cho nồi nước canh bún rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì phần ván cua chúng ta đã vớt ra ngoài rồi, cho nên chúng ta không ngại khi cho các nguyên liệu vào nữa. Sau khi chúng ta cho cà chua vào rồi, các bạn lại tiếp tục cho huyết vào. Và bây giờ nước để luộc rau cũng đã sôi. Các bạn sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê muối vào nước luộc rau này. Nước sôi thật già, các bạn sẽ trút hết cả phần rau cần nước, phần hẹ và rau muống. Các bạn luộc chín. Khi nước sôi trở lại, rau cũng vừa chín thì các bạn sẽ vớt hết phần rau này ra. Các bạn nhớ là chúng ta phải luộc thật là nhanh, lửa thật là lớn để cho các loại rau này giữ được màu xanh. Và muốn cho giữ được màu xanh tốt hơn, các bạn có thể ngâm tất cả các thứ rau này vào trong nước lạnh hoặc là nước nguội thì sẽ giữ cho rau được xanh hơn. Tuy nhiên không cần ngâm đâu, nếu mà các bạn luộc với số lượng ít và với thật là nhiều nước như thế này và luộc nhanh, chúng ta vớt ra và để nguội thật nhanh thì các bạn thấy là lát nữa phần rau của chúng ta vẫn xanh mướt như thường. Và bây giờ thì nước canh bún cũng đã sôi trở lại, chúng ta nếm lại thử xem vị như thế nào. Vị rất là vừa ăn rồi các bạn ạ. Và khi chúng ta nếm vừa ăn như vậy và vị bây giờ khi kiểm tra lại cũng đã rất vừa rồi. Tùy theo ý thích, các bạn có thể cho thêm một ít nước me vào. Còn nếu không thì các bạn không cần cho nước me vào mà chúng ta chỉ cần dọn nước me này lên bàn ăn để khi người ăn thưởng thức á, thích thêm vị chua thì sẽ có thể vắt thêm một miếng chanh hoặc cho thêm một miếng nước me. Và tất cả các thứ đã sẵn sàng. Phần bún Dự Thảo cũng đã trụng sơ qua và chúng ta sẽ múc canh bún ra. Tuy nhiên là đối với gia đình có nhiều người thích khi ăn món canh bún thì bún phải thật là thấm vị. Cho nên trong trường hợp đó các bạn có thể cho luôn cả phần bún lớn này vào trong nồi canh và chúng ta để cho sôi trở lại để cho nước canh bún thật là thấm vào cọng bún và lúc đó chúng ta múc ra tô. Tuy nhiên nếu làm theo cách đó thì các bạn sẽ không để được lâu vì bún khi cho vào với nước thì sẽ bị nở ra và bị mềm. Cho nên khi chúng ta cho bún vào tới đâu chúng ta phải vớt ra hết tới đó rồi sau đó chúng ta mới cho một lượt khác vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ múc canh bún ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ lần lượt múc một ít nước với huyết với cà chua cho vào tô như thế này. Nước canh bún thật là nóng với các nguyên liệu vừa chín tới và vị thì nêm vừa ăn. Đây là một món ăn vừa đơn giản, không quá cầu kỳ, không quá nhiều chất đạm, không quá nhiều chất béo nhưng sẽ rất là ngon và rất hấp dẫn các bạn đây. Sau đó thì các bạn sẽ múc một ít ván cua chúng ta lấy ra lúc nãy để lên trên cùng. Đó, phần ván cua chúng ta cho lên trên cùng như thế này. Rất là ngon. Và Dự Thảo sẽ rắc thêm một ít hành lá vào. Cuối cùng thì Dự Thảo sẽ rưới thêm một ít nước canh bún vào. Và như vậy là món canh bún đã hoàn tất. Mùi thật là thơm các bạn. Và mùi cua bốc lên cùng với lại hương thơm của cua nè, của các loại rau luộc chúng ta để kèm. Các bạn nhìn thấy là món canh bún sẽ có rất là nhiều điểm khác với lại bún riêu.
Vì bún thì cỡ kích cỡ cũng khác nhau và cách ăn cũng sẽ khác nhau, không ăn kèm với các loại rau sống mà chúng ta ăn kèm với các loại rau luộc. Đối với món ăn này thì rất lâu rồi, khi Diệu Thảo ra Hà Nội thì hầu như là không tìm thấy ở các hàng quán nữa mà chỉ thấy món bún riêu. Có thể coi như là một món thất truyền, nhưng ở Sài Gòn thì vẫn còn những quán bán canh bún như thế này. Và đối với món ăn này, trong những ngày hè nóng nực, nếu mà chúng ta ăn một bát canh bún vào thì có cảm giác như là xua tan hết tất cả những oi nồng của ngày hè. Và đây thật sự là một món ăn dân dã của người miền quê và được rất là nhiều người Việt Nam ưa thích. Chúc các bạn ngon miệng với món canh bún.